Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách I Learn Smart Word trên trang web olm.vn. Unit 6. Community Life. Chúng ta quay trở lại Unit 6 với kỹ năng viết writing. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ thực hành viết thư về những cách để cải thiện cộng đồng nơi mình sống writing a letter about ways to improve your community. Cô có một lá thư từ Lisa Bolton gửi tới một cuộc thi. Trong lá thư này, Lisa viết về một dự án để cải thiện Hartmouth, nơi mà Lisa đang sống. Em hãy đọc lướt lá thư và cho cô biết. Dự án mà Lisa nói đến nhằm dành cho mọi người, everyone, hay là cho người trẻ và trẻ em, young people and children. Rất chính xác, ngay từ tên dự án là Green Space for All. Chúng ta đã đoán được rằng dự án này đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, everyone. Như vậy đáp án của chúng mình là A, everyone. Tiếp theo em hãy đọc lại là thư và chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây. Câu số 1. Điều gì mà nhiều người không có? Chúng ta có thông tin ở ngay câu đầu tiên trong phần thân của lá thư. Many people live in apartments or small houses without any yards. Nhiều người sống trong các căn hộ hay các ngôi nhà nhỏ mà không có sân. Như vậy, điều mà mọi người không có ở đây chính là yards, sân. Câu số 2, dụng cụ tập thể dục có thể được đặt ở đâu? Chúng ta có thông tin We can buy exercise equipment and put it in the parks. Chúng ta có thể mua dụng cụ tập thể dục và đặt nó ở trong công viên. Như vậy đáp án cho câu số 2 là in the parks. Câu số 3, thanh thiếu niên có thể làm gì? Trong bài chúng ta có, we can also build basketball courts and skateboard parks. Teenagers can hang out there. There ở đây chỉ skateboard parks, chứ không chỉ sandboxes ở phía sau. Như vậy thì thanh thiếu niên có thể sử dụng công viên trượt ván, use the skateboard parks. Đáp án của chúng mình là A. Câu cuối cùng, điều gì sẽ được cải thiện trong thành phố? Câu này có thể sẽ khiến các em nhầm lẫn. Chúng ta có thông tin, studies show that trees and plants improve air quality. Các nghiên cứu cho thấy cây cối và thực vật giúp cải thiện chất lượng không khí. Chất lượng không khí bây giờ rất tệ bởi giao thông. Giao thông được nhắc đến ở đây chỉ là nguyên nhân dẫn đến chất lượng không khí kém, chứ không phải là điều sẽ được cải thiện nhờ dự án này. Đáp án của chúng mình là B, air quality, chất lượng không khí sẽ được cải thiện. Trong lá thư vừa rồi, người viết đã sử dụng nhiều đại từ. Cô có 6 đại từ đã được gạch chân. Các đại từ này chỉ đối tượng nào? À, thông thường các đại từ sẽ ám chỉ đối tượng được nhắc đến trước đó. Như vậy chúng ta cần đọc kỹ các câu phía trước để xác định xem đại từ đó chỉ đối tượng nào. Số 1, chúng ta có đại từ them. Them sẽ thay thế cho danh từ đếm được số nhiều. Dựa vào nghĩa của câu. Nhiều người sống trong các căn hộ hay ngôi nhà nhỏ mà không có sân không có đủ không gian xanh cho họ sử dụng. Vậy họ ở đây chỉ nhiều người, many people. Câu số 2, they thay thế cho danh từ đếm được số nhiều. They ở đây sẽ là một địa điểm nào đó, bởi vì ở đây chúng ta có they can be a safe place. Quay trở lại với câu trước, chúng ta biết they ở đây chỉ parks, công viên. Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng tiền từ ngân sách của thành phố để xây dựng nhiều công viên xung quanh thành phố. Chúng sẽ là nơi an toàn cho tất cả mọi người. Câu số 3, it sẽ thay thế cho danh từ không đếm được hoặc là danh từ đếm được số ít. Chúng ta có thể mua dụng cụ tập thể dục và đặt nó ở trong công viên, vậy nó ở đây chính là dụng cụ tập thể dục, exercise equipment. Câu số 4, dây thay thế cho danh từ đếm được số nhiều. Thanh thiếu niên có thể đi chơi ở đây, bởi vậy họ có thể có những thứ vui vẻ để làm. Họ ở đây chỉ teenagers, thanh thiếu niên. Còn từ dây trong câu số 5 sẽ chỉ young children, đến nhất đến trước đó. Các công viên có thể có thiết bị vui chơi hoặc hộp cát cho trẻ em nhỏ, vì vậy, chúng có thể chơi an toàn trong khi bố mẹ theo dõi. Và cuối cùng, câu số 6, it thay thế cho danh từ air quality ở phía trước. Các nghiên cứu cho thấy rằng cây cỏ thì giúp cải thiện chất lượng không khí. Nó rất là tệ bởi vì giao thông, nó ở đây chính là chất lượng không khí. việc sử dụng các đại từ thay thế cho danh từ đã khiến cho lá thư của chúng ta tránh lập từ và đây cũng chính là kỹ năng viết mà chúng ta cần chú ý trong bài ngày hôm nay using pronouns to avoid repetition sử dụng đại từ để tránh lập từ em hãy quan sát và hoàn thành bảng sau đây để ôn tập lại các đại từ chủ ngữ đại từ tân ngữ tính từ sở hữu và đại từ sở hữu Đây là kiến thức đã rất quen thuộc với chúng ta rồi đúng không nào? Chúng mình cùng thực hành kỹ năng sử dụng đại từ với bài tập sau đây. Em hãy đọc các câu sau và thay thế các từ, cụm từ được gạch chân bằng các đại từ phù hợp. Câu số 1. The teenagers là danh từ đếm được số nhiều, chỉ ngôi thứ ba. Cụm từ này đóng vai trò làm chủ ngữ. Bởi vậy chúng ta sử dụng đại từ chủ ngữ they. Câu số 2, the equipment không đếm được, chỉ ngôi thứ ba. Danh từ này đóng vai trò làm tân ngữ, bởi vậy chúng ta cần sử dụng it. Câu số 3, chủ ngữ the city, chỉ ngôi thứ ba, danh từ đếm được số ít, chúng ta cần sử dụng đại từ chủ ngữ it. Câu số 4 Safe places là danh từ đếm được số nhiều, chỉ ngôi thứ ba. Danh từ này đóng vai trò làm tân ngữ bởi vậy chúng ta cần sử dụng đại từ tân ngữ them. Câu số 5, cụm danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ, chỉ ngôi thứ nhất, bởi vì chúng ta có ai. Chủ ngữ này chỉ số nhiều, bởi vậy đại từ chủ ngữ tương ứng sẽ là we. Quay trở lại với lá thư của Lisa. Lá thư này bao gồm những phần nào? Rất chính xác, đây cũng chính là cấu trúc một lá thư mà các em cần tuân theo. Đầu tiên, chúng ta có phần chào hỏi, Dear sir or madam. Phần thông tin từ My name is Lisa Bolton cho đến I hope you will consider my suggestion chính là phần thân của lá thư. Tiếp theo chúng ta có phần kết thúc thư, Yours faithfully và ký tên Lisa Barton. Trong phần viết tiếp theo, em cũng cần tuân theo cấu trúc này. Cô nhắc lại, đầu tiên chúng ta cần có phần mở đầu, greeting, dear sir or madam. Phần thân của lá thư sẽ bao gồm giới thiệu tên, my name is, và giới thiệu về dự án của chúng mình, and I think the project will help improve sau khi giới thiệu tên và dự án chúng ta cần đưa ra vấn đề và đưa ra giải pháp cho vấn đề đó tiếp theo là các lý do giải thích tại sao dự án của mình lại có ích cho cộng đồng hay tại sao dự án của mình lại là dự án tốt nhất đối với mỗi lý do chúng ta chú ý cần phải có giải thích cụ thể explanations hoặc là ví dụ đi kèm examples trước khi kết thúc chúng ta nhớ sử dụng mẫu câu i hope you will consider my suggestion Tất cả những phần này chính là phần thân body của lá thư. Đây là lá thư trang trọng, em đã mở đầu bằng dear sir or madam, như vậy thì em sẽ cần kết thúc thư bằng yours faithfully. Và cuối cùng chúng ta sẽ ký tên signature. Vì đây là một lá thư trang trọng, các em chú ý cách chào hỏi và kết thúc thư phải phù hợp. Khi viết chúng ta tránh viết tắt, cần viết đầy đủ. Ví dụ, thay vì viết It isn't. Chúng ta sẽ viết it is not. Chúng mình đến với hoạt động cuối cùng. Hoạt động cuối cùng sẽ giúp các em có thêm ý cho dự án của mình. Trên màn hình cô có 3 dự án: Grow local, Make a green city, Technology in schools. Đối với dự án Grow local, chúng ta sẽ tạo thêm không gian để trồng rau và trái cây cung cấp tiền để mua hạt giống và thiết bị đối với dự án make a green city chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh xung quanh thành phố và đối với dự án thứ ba technology in schools chúng ta sẽ mua máy tính và máy tính sách tay cho các trường học với những hành động cụ thể như vậy thì em nghĩ xem những dự án này sẽ giúp cộng đồng như thế nào À, dự án Grow Local có thể giúp dạy học sinh về cách ăn uống lành mạnh, bởi vì chúng ta sẽ tự trồng hoa quả và rau củ của mình. Chúng ta cũng có thể tổ chức chợ nông sản vào cuối tuần, từ đó thì sẽ giúp phát triển kinh tế địa phương. Với hành động rất thiết thực trồng nhiều cây xanh xung quanh thành phố, thì dự án Make a Green City có thể sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí và giúp chống lại biến đổi khí hậu tạo không gian xanh cho mọi người và làm cho thành phố đẹp hơn. Dự án cuối cùng, Technology in Schools, có thể giúp học sinh tìm kiếm thông tin bài học và tự học ở nhà. Cho phép học sinh nói chuyện với học sinh khác trên khắp thế giới. Dựa vào những ý tưởng này, em hãy viết lá thư từ 120 đến 154 gửi tới cuộc thi Youth Lead the Change. Trong lá thư của mình, em hãy trình bày dự án của mình và giải thích tại sao dự án này lại là dự án tốt nhất nhé. Em hãy viết bài đầy đủ và gửi vào phần Q&A. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.